Ngoan xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi cái nhà tốt nhà đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh lại tiếp tục lên một cái căn nhà được xây dựng và thiết kế độc lập tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cụ thể thì nó thuộc đường Phùng Khoang mọi người ơi, nó rất là gần với chợ Phùng Khoang mọi người ạ. Đi lại giao thông vô cùng thuận tiện với ngõ thực tế ở trước nhà. Như quý vị nhìn thấy, Ngọc Ánh sẽ chỉ chia sẻ ngõ trước nhà ở đây thì nó khoảng tầm 2,5 m. Nó cách với trục đường ô tô đi lại 150 m, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này thì rất là gần với nhiều trường đại học, ví dụ như trường Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trường Đại học An ninh Nhân dân, cách với lại cầu Trắng Hà Đông nó chỉ khoảng phạm vi bán kính 1 km thôi. Đi lại giao thông thì quá là ok. Từ vị trí căn nhà này thì gần với chợ dân sinh này, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại vô cùng thuận tiện, gần với lại cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Và mọi người ơi, căn nhà này thì cái hướng nhà của ngôi nhà nó là hướng Tây Bắc, và cái thiết kế của ngôi nhà là 33 m², thiết kế duy nhất một căn được xây dựng là 5 tầng mọi người ạ. Đó, căn nhà xây độc lập thì chắc hẳn quý khách nào cũng thích. Và đặc biệt hôm trước ở trên video của Ngọc Ánh thì có quý khách chia sẻ là có căn nhà nào gần với trường Học viện An ninh Nhân dân không thì giới thiệu cho chị. Ok luôn, ở trong video này căn nhà này sẽ đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà anh chị mong muốn, một căn duy nhất. Với cái phần hoàn thiện thì như quý vị thực tế ở đây, mặt tiền của ngôi nhà nha là được chủ đầu tư ốp đá granite hết cho mình rồi. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa inox mọi người nha, và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời mọi người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nào. Với phần hoàn thiện xong hết rồi, diện tích 33 m², xây dựng 5 tầng, căn nhà thông thoáng, cửa sổ trước sau đây mọi người nhìn nha. Đó, phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là phần phòng khách của ngôi nhà. Như mọi người nhìn thực tế đã được hoàn thiện xong, gạch lát nền kích thước gạch 80-80 vân đá granite. Với phần phòng khách thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đồng thời chủ đầu tư có lắp đặt một chiếc quạt trần ở đây cho quý vị. Ở đây là kệ tivi này, vách PVC trang trí rất là đẹp, nó được ốp trang trí ở đây mọi người nha. Ôi trời ơi, cái căn nhà này thật sự là quá là ok luôn quý vị ạ. Gần với trung tâm, đi lại giao thông thuận tiện quá luôn ý, rất là chắc chắn. Và ở vòng cái phần phòng khách này thì chủ nhà có lắp cho mình một cái bức tranh xinh xinh yêu yêu này quý vị ơi. Nó ở đây nó là giấy dán tường Hàn Quốc nha. Tuy nhiên cái giấy dán tường này theo Ngọc Ánh tìm hiểu thì cái độ bền của nó cũng được 5 tới 7 năm. Còn quý vị nào không thích thì có thể về bóc đi, rất là ok. Với cái này thì nó rất là dễ sử dụng. Đó, phần tầng phòng khách thì ngoài ra ở đây còn có một cái tủ rượu mọi người ạ. Một cái kệ rượu nhỏ xinh xắn để trang trí cho cái ngôi nhà đây. Trang trí cho cái phần phòng khách này rất là hợp lý nha. Đó, căn nhà này giá chào bán 3 tỷ 400 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, với quý vị mà muốn chi trả căn nhà này với số tiền mặt tối thiểu thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1,2 cho tới 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với cái lãi suất rất là ưu đãi. Quý vị nào muốn tìm hiểu thêm thông tin về ngân hàng thì vui lòng alo cho Ngọc Ánh nha. Tiếp theo mời mọi người vào khám phá cái căn phòng bếp. Cái không gian phòng bếp cũng rất là thoáng quý vị ơi. Đây, phần hoàn thiện tủ bếp thì toàn bộ là chất liệu gỗ sồi Nga, phụ kiện bếp đi kèm được lắp đặt chất liệu inox 304 rất là chắc chắn, dày dặn nha. Với xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp đây, và mặt bếp thì ốp đá đen granite. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ rồi, nước sạch và điện lực mọi người nha. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng đầy đủ hết rồi, chỉ việc xách vali về và ở ngay. Ngọc Ánh xin nhắc lại giá chào bán 3 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài tầng 1 phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn có một cái phòng vệ sinh. Đây chính là cái phòng vệ sinh nhỏ nhắn ở phía tầng 1 của ngôi nhà quý vị ơi. Đây, đầy đủ hệ thống bồn cầu, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Và cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, phần ngăn cách giữa cầu thang và cái khu vực bếp thì ở đây quý vị nhìn thực tế là ở đây chủ nhà có thiết kế một cái vách lam bằng gỗ rất là đẹp nha. Mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp toàn bộ đá đen và cổ trắng. Riêng cái tay vịn cầu thang thì thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cụ thể cái vị trí căn nhà cũng như là cái thiết kế của tầng 1 rồi. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế có thực sự ổn so với cái vị trí và khu vực hay không nha. Thank you.
quý vị ơi, đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà, phòng vệ sinh ở phía bên ngoài và phòng ngủ phía bên trong. Thiết kế của cái phòng ngủ như thế nào đây ạ? Thiết kế của cái không gian phòng ngủ này thì chủ đầu tư có lắp luôn cho mình một cái giường nha mọi người. Đây. Và ở đây chủ đầu tư thiết kế cho mình một cái tủ âm mọi người ạ. Tủ quần áo đặt âm ở phía bên trong đây. Vách gỗ nha mọi người. Rất là chắc chắn, rất là hợp lý với cái thửa đất này. Đó, cửa sổ hai bên nên mọi người nhìn thực tế nha. Cửa sổ hai bên này, trước sau rất là thoáng. Tất cả các cửa sổ đều được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm kính, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo cái tính an toàn an ninh cho ngôi nhà. Đó. Ống chờ dây chờ được lắp đặt đầy đủ rồi. Đây, ở đây quý vị có thể kê giúp Ngọc Ánh ở đây thêm một cái tủ nữa hoặc là cái kệ bàn phấn. Nói chung là cái căn nhà này diện tích rất là rộng. Riêng trên phía phòng ngủ thì chủ đầu tư lát gạch kích thước gạch 60-60 vân đá nha. Đó, hệ thống chân thạch cao đây. Được lắp đặt đầy đủ cửa nhà, cửa thông phòng đây được thiết kế là cửa gỗ công nghiệp mọi người ơi. Đó. Nói chung Ngọc Ánh review nó quá là cụ thể, quá là chi tiết. Quý vị có thể tưởng tượng từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà này thiết kế ra sao. Đây là phần phòng vệ sinh. Đây ạ, phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà nha. Thì hệ thống sen cây này, bình nóng lạnh này, bồn cầu này, lavabo này được thiết kế và lắp đặt đầy đủ hết rồi. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay với cái căn nhà này thôi. Và mời quý vị theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà nha. Với cái tầng 3 đây mọi người ạ, Ngọc Ánh vừa quên chia sẻ ở phía dưới tầng 2 cũng có một cái cửa sổ thoáng như thế này. Và tầng 3 cũng vậy. Mời người theo em vào phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 thiết kế nó cũng tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ như thế này, một giường này, một tủ này, hai cửa sổ rất thông thoáng. Căn phòng ngủ đấy, như quý vị nhìn thực tế, chủ đầu tư đã kê một chiếc giường vào đây rồi. Đây, khi mà cái cánh tủ này đóng lại thì thực tế nhìn nó như chỉ một bức tường thôi mọi người ạ. Đó, thiết kế rất là hài hòa, đáp ứng cái công năng đúng không ạ. Đây, khi mở ra thì như thế này, rất là rộng nha mọi người. Đây này, ở bên trong này còn rất là rộng nha. Đó, cửa sổ thoáng trước sau. Này, căn phòng ngủ đấy mọi người thấy không? Mọi người có thể kê thêm đồ đạc thoải mái nữa mà không lo bị chật nha. Gian phòng thiết kế rất là hợp lý. Quan trọng nhất nó là vị trí thôi mọi người ạ. Cái căn nhà này nó rất là gần với chợ Phùng Khoang. Chợ Phùng Khoang thì nói thật với mọi người, nó quá là nổi tiếng ở khu vực Hà Đông rồi, ai cũng biết. Đó. Đây. Và nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Đây, giống hệt tầng 2 quý vị ạ. Đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu này, bình nóng lạnh. Tầng 2 cũng có bình nóng lạnh và tầng 3 cũng thế mọi người nha. Vậy thì tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là tầng 4 của ngôi nhà. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì căn nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. 3 phòng ngủ to, rộng, thoáng, cửa sổ đầy đủ đây. Giường 1m8, 2m quý vị ạ. Quá là hợp lý luôn. Này. Đó. Ngọc Ánh sẽ đứng từ đầu và đây camera sẽ quay cuối đây mọi người có thể nhìn thấy nha. Rất là rộng luôn, rất là hài hòa. Quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản. Đấy. Cái căn nhà này thì Học viện Bưu chính Viễn thông này đi lên tới Triều Khúc hoặc là Tân Triều, hoặc là nói chung là đi lên tới khu vực trung tâm Hà Nội thì nó rất là gần. Căn nhà này quá là ok. Và mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà, đó là tầng 5. Và đây là tầng 5 rồi quý vị ơi. Với cái tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Nơi Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là cái khu vực để máy giặt quý vị nha. Đầy đủ cái ống thoát nước này, sàn này, rồi là ổ điện. Đó, để lắp máy giặt. Đây là cái khu vực phòng thờ, một cái phòng thờ riêng. Tuy nhiên thì có cửa sổ đầy đủ mọi người nha. Riêng phía phần phòng thờ thì chủ đầu tư lát gạch vân gỗ, nhìn nó như kiểu sàn gỗ ấy mọi người ạ. Nhìn nó rất là ấm áp. Và đây chính là phần cuối cùng của ngôi nhà, sân phơi. Đây, đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà, rất là thoáng. Căn nhà thiết kế xây dựng 5 tầng thoáng trước sau, vị trí giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Giá chào bán 3,4 tỷ đồng với cái diện tích của ngôi nhà là 33m2. Thiết kế và xây dựng là 5 tầng, vị trí thuộc đường Phùng Khoang, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin tiếp theo của nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.